buổi sáng tất cả mọi người. Hôm nay sẽ là một ngày rất tuyệt vời và tôi rất hào hứng bởi vì tôi vừa chấp nhận một thử thách của bên Lý Linh. Đó là nếu như tôi có một ngày nghỉ trọn vẹn thì tôi sẽ tận hưởng nó như thế nào. Ngay lập tức trong đầu tôi đã nảy ra một số địa điểm mà tôi muốn dành thời gian tận hưởng. Đây là nơi đầu tiên tôi sẽ khởi động cho một ngày mới. Yeah!